hàng ngàn công nhân đã tháo chạy khỏi nhà máy khi hay tin trong nhà máy phát hiện những người bị nhiễm Covid-19. Sự việc xảy ra vào ngày 26 tháng 5 năm 2021 vào lúc 14 giờ 54 phút. Khoảng 1.000 công nhân tại một nhà máy tỉnh Xoay Riêng đã tháo chạy vội vã khỏi nơi lấy mẫu xét nghiệm khi biết được có gần 60 đồng nghiệp của mình bị dương tính với Covid-19. Tại một nhà máy lắp ráp xe đạp thuộc tỉnh Xoay Riêng, Campuchia, đặc khu kinh tế Xoay Riêng, thành phố Bà Rịa, có một ổ dịch Covid-19 bùng phát. Cơ quan chức năng ra quyết định kiểm tra gần 1.000 công nhân, trong đó khi vừa mới phát hiện được khoảng 60 người, một nhóm công nhân đã vội vã lao ra khỏi nhà máy vì sợ bị nhiễm Covid và sợ cách ly. Hàng ngàn công nhân đã ùa ra khỏi nhà máy như ông vỡ tổ. Lực lượng chức năng chỉ biết khoanh tay đứng nhìn chứ không thể nào ngăn cản được một lượng lớn người cùng nhau xông ra như thế. Bằng mọi cách họ tìm đủ mọi cách để ra khỏi nhà máy dù phải lội ngược 5-6 người phải vác một xe. Đây là hình ảnh những người cố gắng vượt qua một mảnh đất chốc, sẵn sàng lội dưới nước khiên xe. Bằng mọi cách họ tìm mọi cách để ra khỏi nhà máy vào ngay lúc dịch bệnh bùng phát ở trong kia. Dạ, xin cảm ơn.